Không còn là tin đồn, bom tấn cổ trang Thả Thí Thiên Hạ sẽ chính thức lên sóng bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 tới đây. Theo dõi hết video của Thú Vị Zbiz để biết ngay lịch chiếu cụ thể cùng với đơn vị phát sóng bản quyền tại Việt Nam. Thả Thí Thiên Hạ không chỉ thu hút bởi nguyên tác xuất sắc của tác giả Khuynh Linh Nguyệt mà còn bởi đầu tư lớn cùng với đội ngũ chế tác hùng hậu. Bên cạnh đó có sự góp mặt của Dương Dương, Triệu Lộ Tư, Tuyên Lộ, Lưu Nhuế Lân, Lại Nghệ, hàng loạt những cái tên đình đám của Zbiz. Ngay từ khi mới khai máy, phim đã tạo nên cơn sốt trên khắp các trang mạng xã hội. Cùng với đó, lượng khán giả mong chờ bộ phim này phát sóng vô cùng lớn. Theo như thống kê, có gần 1 triệu tài khoản đặt trước để chờ đợi bộ phim này lên sóng. Như thông báo của Tencent vào sáng ngày 8 tháng 4, bộ phim cổ trang Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính sẽ phát sóng bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, độc quyền toàn mạng trên nền tảng này. Lịch chiếu phim cụ thể như sau. Đối với tài khoản VIP của Tencent, phim được cập nhật vào lúc 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần. Ngày đầu phát sóng 8 tập, các ngày tiếp theo mỗi ngày 2 tập. Đối với tài khoản thường của Tencent, phim được cập nhật vào lúc 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, mỗi ngày 1 tập, ngày đầu tiên phát sóng 2 tập. Lưu ý, lịch chiếu trên là dựa theo khung giờ phát sóng của Trung Quốc. Tại Việt Nam, khung giờ phát sóng sẽ là 19 giờ theo lịch tương ứng như trên. Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ sẽ được chiếu bản quyền ở Việt Nam trên ứng dụng WeTV. Thả Thí Thiên Hạ gồm có 40 tập được chắp bút bởi biên kịch Trương Huy với sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Doãn Đào. Phim là câu chuyện chinh phục giang hồ, bảo vệ bình yên cho thiên hạ của cặp đôi chính Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức. Họ là đôi tri kỷ, cũng là kỳ phùng địch thủ của nhau suốt 10 năm, tung hoành giang hồ với danh xưng Bạch Phong Hắc Tức. Bạch Phong Tịch do Triệu Lộ Tư thủ vai là công chúa Phong Tích Vân của Bạch Phong Quốc, một nữ tử tài hoa phóng khoáng, tố y tuyết nguyệt, phong hoa tuyệt thế. Nàng che giấu thân phận, lấy danh xưng là Bạch Phong Tịch hành tẩu giang hồ, được người đời biết đến là một nữ hiệp phóng khoáng. Còn Hắc Phong Tức của Dương Dương là thế tử Lan Tức của Hắc Phong Quốc, được xây dựng hình tượng là một trang tuấn kiệt, tuấn nhã vô song, thản nhiên cao quý. Hai người vốn là oan gia tri kỷ, ở bên nhau suốt 10 năm nhưng luôn khắc khẩu đấu đá. Giữa họ là một loại thấu hiểu, thân thiết mà người khác khó lòng chen vào. Khi chiến tranh giữa các nước xảy ra trong thiên hạ, cả hai trở về với thân phận vốn có. Đều là bậc đế vương của các quốc gia khác nhau, khoảng cách giữa họ là quyền lực, là bổn phận, là trọng trách giang sơn xã tắc. Giữa Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch đã sớm thắt chặt một sợi dây tình cảm vô hình mà cả hai không chịu thừa nhận. Về sau, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều lần nghi kỵ đấu đá, nhiều hy sinh mất mát. Đến cuối cùng nhận ra được chữ yêu thì đã vì hiểu lầm, vì đau thương mà chết tâm. Cuối cùng, Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức cũng nhìn nhận được chân lý, hóa giải hiểu lầm ân oán, họ cùng nhau tiêu diêu tự tại. Các thay đổi về lịch chiếu nếu có sẽ được Thú Vị Zbiz cập nhật tại phần comment của video này để các bạn tiện theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ về lịch chiếu của những bộ phim Hoa ngữ hấp dẫn nhất.